Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời đâu ai khổ bằng cha. Đến một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng cha mẹ của chúng ta chính là người đã ký vào giấy khai sinh của chúng ta. Còn chúng ta đã ký vào giấy chứng tử của họ. Cha mẹ ôm chúng ta từ bệnh viện trở về trong niềm vui mừng khôn xiết, hân hoan vô tận. Còn chúng ta cũng đưa cha mẹ từ bệnh viện trở về đó, nhưng mà là để an táng. Cha mẹ vất vả cả đời dành dụm xây dựng cho chúng ta một ngôi nhà rộng lớn, cho chúng ta cái ăn cái mặc, cái nơi ở để che mưa che nắng. Nhưng cuối cùng chúng ta lại xây dựng cho cha mẹ là một nấm mộ. Ý tôi muốn nói với các bạn rằng, dù đi khắp bốn phương trời, công cha nghĩa mẹ không ai sánh bằng. Ước mơ của con là đi vòng quanh thế giới, còn ước mơ của mẹ là mong thấy con quay về. Cơm người thì quả thật là khó nuốt lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi mà ăn. Tiếng giọng đưa ai hát xa vời, tưởng như ru lại hình hài mẹ cha.